con gái của đại sứ quán Anh tại Thái Lan đã bị bọn xấu bắt cóc, chúng ép ngài đại sứ phải đánh bom phái đoàn Triều Tiên khi họ đến đây, thương lượng về một vài vấn đề liên quan đến hòa bình. Hai anh chàng Scott và Michael chỉ có hơn 10 phút để giải cứu cô gái trước khi quả bom thổi bay mọi thứ. Vậy kết quả sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Ở tập này Section 20 có một vụ án ở Thái Lan. Mọi chuyện bắt đầu khi ngài đại sứ quán tại đây đang tiến hành gặp gỡ và trao đổi vài vấn đề liên quan đến vũ khí và hòa bình với đại sứ Triều Tiên. Khi ông ấy đang phát biểu thì bất ngờ nhận được tin cô con gái duy nhất của mình đã bị kẻ nào đó bắt cóc. Để cứu con gái, ngài đại sứ đã liên hệ với đại tá Philip, một người bạn cũ của mình, nhờ ông ấy tìm kiếm cô gái. Với nghiệp vụ vững vàng, các thành viên của Section 20 đã nhanh chóng lần ra được manh mối của chúng. Nhưng khi tấn công vào bên trong, thì họ lại vấp phải sự chống trả quyết liệt của bọn này. Một tên trong số đó rất mạnh và nhanh, hắn đã đưa được cô gái ra khỏi nơi giam giữ và lên một chiếc cano phóng đi trước sự bất lực của hai nam chính. Việc không cứu được con gái ngài đại sứ đã khiến ông ấy nổi giận và không tin vào khả năng của họ. Thế nhưng là một người cha từng trải qua sự mất mát khi con trai mình bị sát hại, Philip hiểu được sự lo lắng của người bạn mình. Dù bị từ chối nhưng ông ấy vẫn bỏ qua tất cả mà ở lại giúp ngài đại sứ tìm ra con gái mình. Thế nhưng việc này không hề đơn giản, bởi vì thông qua camera an ninh họ chỉ có thể nhận mặt được một gã, nhưng lại chẳng biết gã đó là ai. Rất may Scott có một người bạn cũ, hiện giờ anh ta đang ở đây, có thể nói anh ta là thổ địa của nơi này. Những phần tử xã hội đen hay dân anh chị thì anh ta đều biết hết. Scott và Michael được giao nhiệm vụ gặp gỡ người bạn này và hỏi thăm về hắn. Quả như dự đoán, anh bạn này khi nhìn thấy bức hình của tên bắt cóc đã nhận ra ngay hắn chính là Aaron, thuộc hạ của Jay, một tay anh chị khét tiếng ở đây. Có được thông tin từ người bạn, họ đã bắt tay vào tìm hiểu về tên này. Thế nhưng khi cả nhóm chưa tìm được gì khả quan thì một biến cố lại xảy đến. Jay đã đi trước họ một bước. Hắn chính là kẻ đứng sau vụ bắt cóc khi đã có được con gái của ngài đại sứ trong ta. Hắn lôi cô gái ra và dùng kéo cắt đứt ngón tay út của cô, sau đó gửi cho cha của mình. Khi chứng kiến một phần cơ thể của con gái bị bọn chúng cắt lìa, ngài đại sứ đã không giữ được bình tĩnh. Ông ấy không thể kiên nhẫn hơn, bởi vì không cho rằng khi mọi người chưa làm được gì thì có thể con gái của ông đã mất mạng trong tay chúng. Chính vì điều này, ngài đại sứ đã không chấp nhận để Section 20 tiếp quản vụ này. Ông muốn đuổi mọi người về nước. Thế nhưng khi vụ việc đã đến mức nghiêm trọng như vậy, đại tá Philip đã không chấp nhận yêu cầu của ngài đại sứ. Ông ấy kiên quyết ở lại theo đuổi vụ này đến cùng. Tin tức con gái ngài đại sứ bị cắt mất một ngón tay buộc mọi người phải hành động khẩn trương trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là từ sau khi bắt cóc, hắn không hề ra một điều kiện nào. Có thể hắn đã dự liệu trước mọi việc và ép mọi người phải đoán ý mình, và cũng có thể cái hắn cần không phải là tiền mà là một thứ khác. Lúc này họ cũng đã có được thông tin của Jay, kẻ bắt cóc. Tối nay hắn sẽ có một cuộc hẹn tại một quán bar trong khu vực để tóm được con mồi. Cả nhóm lập tức lên đường hành động. Ở một diễn biến khác, Jay đã gặp một cảnh sát. Tên này đưa cho Jay một chiếc túi và ép hắn ta phải đưa cho ngài đại sứ. Nếu không, tên cảnh sát này sẽ làm hại vợ và đứa con sắp chào đời của Jay. Sau một hồi chờ đợi thì Jay cũng đã xuất hiện tại quán bar. Vì Michael và Scott đã bị lộ mặt cho nên lần này họ chỉ có thể ở bên ngoài. Julia sẽ vào bên trong để tiếp cận hắn ta. Sau khi vào được trong vũ trường, Julia nhanh chóng tia được con mồi của mình. Cô giả vờ ra phải hắn. Tên này thấy gái đẹp liền muốn mời mọc cô một ly rượu, nhưng đã bị người đẹp từ chối. Thế nhưng thật bất ngờ, khi cô chuẩn bị rời đi thì hắn đã nhận được tin nhắn, và sau tin nhắn đó, Julia đã bị hắn bất ngờ đánh ngất. Hóa ra có kẻ nào đó đã chỉ điểm và báo tin cho hắn biết về việc sắp có người tấn công mình. Ở bên ngoài, thông qua camera giấu kín, Scott và Michael biết được đồng đội của họ đang gặp nạn. Cả hai lập tức lao vào bên trong cứu người. Thấy có người, hắn lập tức bỏ chạy. Để giúp đại ca thoát nạn, bọn đàn em của hắn đã lao ra chặn đường họ. Nhưng bọn chúng khá đông vẫn khiến họ tốn khá nhiều thời gian. Đến khi chuẩn bị tóm được con mồi thì Aaron, gã đàn em của hắn, lại xuất hiện. Tên này quả không xem thường được, hắn đã cho anh chàng Michael của ta một trận lên bờ xuống ruộng. Đến khi Scott lao ra hỗ trợ, cũng bị hắn tẩn cho tối tăm mặt mũi. Suýt chút nữa thì hai thanh niên cũng phải giải nghệ. May mắn Julia sau khi tỉnh dậy đã nhanh chóng lái con xe của mình chạy qua giải cứu cả hai. Mặc dù không tóm được Jay, nhưng cú va chạm lúc nãy của Julia cũng đã giúp cô gắn được định vị lên người của Jay. Họ chỉ cần lần theo tên này là tìm được cô gái. Tại đại sứ quán lúc này, mặc dù tâm trạng như ngồi lên đống lửa, nhưng ngài đại sứ vẫn phải tiếp đoàn khách của Triều Tiên. Trong lúc hai bên đang thảo luận các vấn đề thì điện thoại của ngài đại sứ đổ chuông. Đây là chiếc điện thoại mà bọn chúng đã bí mật gửi cùng ngón tay của con gái ông. Chúng sẽ liên lạc với ông thông qua chiếc điện thoại này. Khi ngài đại sứ ra ngoài thì nhận được tin nhắn bọn chúng gửi đến, chúng muốn ông ấy đến khu chợ gần đó, nếu không chúng sẽ giết cô gái. Lúc này đại tá Philip vẫn thường theo dõi ông ấy, thấy những biểu hiện lạ của ngài đại sứ, đại tá lập tức theo dõi. Khi thấy ông ấy, ngài đại sứ đến chợ thì được một người lạ đưa cho chiếc túi. Khi kiểm tra bên trong, ông bất ngờ phát hiện đó là một khối bom đã được hẹn giờ và thời gian chỉ còn đúng 15 phút. Nhiệm vụ chúng muốn ông ấy làm đó là mang chiếc túi này đến phòng của đoàn khách Triều Tiên đánh bom họ, đồng nghĩa với việc đánh bom đại sứ quán. Đó là một việc làm điên rồ và vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong tình thế này, ông ấy đã bất chấp tất cả, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cứu con gái mình.
cho nên đã ngay lập tức cầm chiếc túi lao về phía đại sứ quán. Là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đại tá Philip nhìn biểu hiện của ngài đại sứ đã đoán ra có chuyện không lành. Ông cố gắng tiếp cận ngài đại sứ, cho nên bỏ qua mọi lời can ngăn của Philip, ông ấy vẫn lên xe lao về hướng đại sứ quán. Khi đến nơi, ông ấy đã ra lệnh cho người của mình đóng cửa và ngăn cản đại tá can dự vào bên trong. Nếu còn cố tình sẽ bị bắn hạ. Không còn cách nào khác, đại tá buộc phải thông báo với lính của ông ấy rằng họ chỉ có 13 phút để cứu cô gái. Đúng lúc này, cả nhóm đã nhìn thấy Jay đưa cô gái ra khỏi cốp xe và chạy vào khu ổ chuột, đó là trận đồ bát quái của hắn. Nơi đây như một mê cung với hàng trăm đệ tử của hắn. Jay đã ra lệnh cho bọn đàn em phải ngăn chặn những vị khách không mời mà đến. Còn hắn thì dẫn cô gái đến một căn phòng sâu phía trong. Vì là mê cung cho nên, dù có sự chỉ điểm từ vệ tinh, họ vẫn bị lạc rất nhiều lần. Không những vậy, lính của tên này còn đông như quân nguyên. Chúng xuất hiện khắp nơi, chỗ nào cũng thấy xoay cho hay. Anh chàng của ta chóng hết cả mặt, nhưng bằng bản lĩnh hơn người và tinh thần nhanh nhạy, đi đến đâu họ quét sạch bọn chúng đến đó. Thế nhưng đã gọi là mê cung thì không phải ai cũng có thể tìm được lối ra, kể cả người đó có trí tuệ hơn người. Đã có những lúc họ đi vào đường cụt không lối ra, nhưng nhờ tổ tiên mách bảo, cả hai đã ngày càng tiếp cận vị trí con tin bị bắt cóc. Chỉ có điều lúc này em họ của Jay lại xuất hiện. Hắn từng suýt chút nữa đã cho cả hai đi bán muối vì nỗi nhục đó, mà lần này Michael quyết định sẽ dạy cho hắn một bài học để hắn biết được thế nào là lễ độ. Bên này đại tá Philip, sau một hồi thương thuyết không được, ông ấy đã quyết định hạ gục hai lính canh ngoài cổng và tiến vào bên trong. Lúc này ngài đại sứ đã xách chiếc túi vào phòng nghỉ của phái đoàn Triều Tiên, đại tá thì đã ở ngoài cửa. Ông ấy vẫn cố gắng thuyết phục là đại sứ nghĩ lại, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn, bởi vì thời gian chỉ còn tính bằng phút mà con gái ông ấy vẫn chưa có tin tức gì. Bên này sau một hồi quần thảo với gã đã em họ của Jay, Michael đã hạ được hắn. Scott cũng đã tiếp cận được căn phòng giam giữ cô gái. Với sự giúp đỡ của đồng đội, họ đã nhanh chóng cứu được con gái ngài đại sứ. Nhưng khi tin này đến tai ông ấy, thời gian chỉ còn tính bằng giây. Mọi người biết được quả bom đang ở trong phòng liền lập tức lao ra bên ngoài, chỉ có ngài đại sứ vẫn ngồi ở trong đó. Có lẽ với ông ấy, việc con gái an toàn là điều quan trọng nhất, nhưng việc đánh bom đại sứ quán ông ấy sẽ phải trả giá, cho nên thay vì chạy trốn, ông ấy đã ở lại để chấp nhận sự thật. Thế nhưng như một phép thần kỳ, ngài đại sứ vẫn sống sót sau vụ nổ. Nhưng ông ấy bị thương nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau vụ này, đại tá Philip đã bị ngài bộ trưởng gọi điện hỏi thăm. Ông ấy muốn biết vì sao một cao ủy của đại sứ quán lại đánh bom phái đoàn Triều Tiên ngay tại đại sứ quán của mình. Cái chết của người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên buộc họ phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau vụ này, nếu không mọi việc sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Đại tá Philip chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này, cho nên ông ấy đã ra lệnh cho Michael và Scott áp tải Jay về để thẩm vấn. Trong khi đó, căn cứ tạm thời của họ cũng buộc phải rời đi, bởi vì nó đã bị lộ. Họ tìm đến anh bạn của Scott và được anh ta cho mượn tạm một căn phòng để làm nhà an toàn. Scott và Michael đang trên đường dẫn giải Jay về nhà an toàn thì bất ngờ cảnh sát Thái đã chặn đường họ. Theo đúng quy tắc, họ không được giữ công dân Thái, cho nên Jay đã bị đưa đi, và kẻ đưa đi không ai khác chính là tên cảnh sát. Kẻ đã đưa cho Jay chiếc túi có quả bom, nhưng hắn cũng không phải là tên trùm sò, bởi vì hắn đã được điều khiển bởi một người tên là Lee. Sau khi có được Jay, tên cảnh sát bẩn này đã gọi điện cho Lee xin ý kiến chỉ đạo. Thấy Jay không còn giá trị lợi dụng, hắn ra lệnh cho gã cảnh sát thủ tiêu Jay. Tuy nhiên muốn thủ tiêu tên này, bọn chúng cần phải làm đúng quy trình. Vì vậy chúng đã đưa Jay đến đồn cảnh sát. Jay chính là manh mối duy nhất để họ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Do Michael đã bị thương ở vai trong lúc truy bắt Jay, vì vậy anh ấy sẽ ở lại căn cứ, còn Scott và Philip sẽ ra quân lần này. Họ theo dõi bên ngoài đồn cảnh sát một lúc sau thì thấy hắn ta được bọn cảnh sát giải đi. Cả hai lập tức đuổi theo, nhưng không may chiếc xe của họ đã bị mắc kẹt không thể nào đi được. May mắn lúc này Scott tìm được một chiếc xe túc túc và thuê nó đuổi theo đoàn xe cảnh sát kia. Không ngờ người lái xe lại chính là Ben, bạn cũ của Philip. Ông ta được mệnh danh là người lái xe túc túc giỏi nhất ở Thái. Trên đường đuổi theo chúng, Scott nhận được tin của bạn gái cũ báo rằng cậu con trai 15 tuổi chưa một lần gặp mặt của mình đã trộm tiền và bay qua Thái. Có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm khi cậu bé xuống sân bay đây. Cũng là lần đầu tiên hai cha con gặp nhau từ khi cậu bé chào đời. Điểm dừng cuối cùng của đoàn xe cảnh sát chính là một bãi rác. Khi đến đây, Jay đã đoán ra bọn chúng muốn mang mình đến chỗ này để thủ tiêu, bởi nơi này là nơi mà chúng đã thủ tiêu rất nhiều người. May mắn cho hắn, Philip và Scott đã đuổi theo đến nơi, họ còn được Ben cho mượn một khẩu súng. Tuy nhiên với đám cảnh sát khí giới đầy đủ và hai đặc vụ chỉ có trên tay hai khẩu súng thì lực lượng không cần nói, ai cũng biết bên nào mạnh hơn. Trong cái khó ló cái khôn, từ lúc đã nhìn ra được chiếc xe ủi, thế là cả hai vào việc luôn. Khi Jay sắp bị lên thớt thì cũng là lúc chiếc xe ủi lao tới hốt luôn một chiếc xe cảnh sát để làm bia đỡ đạn. Philip là người điều khiển, còn Scott thì bắn yểm trợ. Cả hai như người hùng đi cứu rỗi thế giới, họ cứ thế hiên ngang lao về phía trước mặc cho cơn mưa đạn đang hướng về mình. Không lâu sau họ đã tiêu diệt được rất nhiều lũ cảnh sát bẩn. Scott lao xuống tóm lấy Jay, còn Philip bắn yểm trợ cho anh, nhờ đó mà cả hai đã rút lui được. Họ khó luôn chiếc xe cảnh sát của chúng làm phương tiện rời đi. Sau khi lên xe, Scott ngay lập tức đã thẩm vấn và tra khảo tên này, rằng ai là kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Thế nhưng ăn không chịu hé răng, giả làm cho dù anh tra tấn thế nào. Hắn đưa ra một điều kiện, nếu họ đưa được vợ con hắn đến nơi an toàn
thì hắn sẽ khai mọi chuyện. Bởi vì lúc nãy tên cảnh sát bẩn đã mang vợ con hắn ra đe dọa, hắn biết rằng tên này sẽ không để cho vợ con mình yên, vì vậy đó là yêu cầu mà hắn đưa ra. Trước yêu cầu chính đáng này, họ chấp nhận sẽ cứu vợ con hắn để đổi lấy thông tin cần thiết. Sau khi trở về căn cứ, Kim và Julia được cử đến đưa vợ của Jay về nhà an toàn. Cả hai ngay lập tức lên đường, họ nhanh chóng đến được nhà của Jay. Nhưng khi mỗi người rẽ sang một hướng để tìm cô vợ, thì Julia bất ngờ bị một tay cảnh sát tấn công. Hắn chính là người của cha Jock, gã cảnh sát bẩn định thủ tiêu Jay lúc trước. Mặc dù tên này cũng có chút võ vẽ hơn người, nhưng khi đối đầu với chị đẹp, thì hắn cũng chỉ là con tép đậu trên mép con mèo. Sau vài đường giao đấu, Julia đã xin cho hắn một cây gậy thấu tim. Bên này Kim cũng đã tìm ra được vợ của Jay. Suýt chút nữa cô ấy đã bị cô ta cho ăn một viên kẹo đồng. Nhưng sau khi biết được Kim chính là người do chồng mình cử đến, cô ta đã ngoan ngoãn đi theo họ. Sau khi gặp được vợ và cả hai đã an toàn thì Jay đã khai ra toàn bộ. Hắn nói rằng mình cũng chỉ là kẻ đánh thuê được bọn này thuê lại. Tên cảnh sát cha Jock cũng là thẻ tay sai của chúng mà thôi. Người đứng sau bọn chúng tên là Lee. Hắn là người Triều Tiên, thuộc cục C-39. Đây là một tổ chức tội phạm được Triều Tiên bảo trợ. Bọn chúng đến đây với mục đích giết vài người trong phái đoàn Triều Tiên để đổ tội cho các nước phương Tây, từ đó gây hấn chiến tranh. Căn cứ của chúng tại Thái Lan là một tòa nhà cao ốc bỏ hoang. Ở đây chúng tổ chức rất nhiều hoạt động phi pháp, từ làm tiền giả đến môn vũ khí và hàng trắng. Nhận được thông tin quan trọng đó, Michael và Scott lập tức lên đường tiếp cận tòa cao ốc. Đó là một tòa nhà hơn 40 tầng, cả hai không còn cách nào đeo lên bằng việc nhờ vào đôi bàn tay. Trong lúc hai nam chính đang bắt vẻo trên bờ tường thì Philip đã đến bệnh viện thăm ngài đại sứ quán, nhưng ông ấy đã bị vợ của ông ta ngăn cản. Bà ta cho rằng do Philip nên chồng mình mới ra nông nỗi này, sau đó kiên quyết đuổi đại tá về. Mặc dù không hiểu vì sao bà ta lại phản ứng thái quá như vậy, bởi vì dù thế nào họ cũng đã cứu được con gái của ngài đại sứ, nhưng Philip lại cho rằng do bà ta lo lắng thái quá cho chồng mình nên mới làm như vậy. Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể ra về mà chưa gặp được người bạn của mình. Bên này Michael và Scott sau nhiều nỗ lực họ đã tiếp cận tầng cao nhất của tòa cao ốc. Bọn lính gác bên dưới vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra ở trên. Cả hai nhanh chóng khống chế hai tên thuộc hạ của Lee và yêu cầu bọn này khai ra chúng đang làm gì ở đây. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ, họ chẳng hiểu chúng nói gì. Thế nhưng điều đó không quan trọng, cả hai nhanh chóng lấy được ổ cứng và chuẩn bị rời đi. Thì bất ngờ Lee và người của hắn đã phát giác ra có kẻ đột nhập. Hắn kéo theo quân của mình lên tính sổ. Lúc này Scott và Michael cũng đã xong việc họ chuẩn bị chuồn thì gặp phải trở ngại. Thế là cả hai chia nhau ra hành động, mỗi người một mặt trận, đi đến đâu càn quét, sát phạt đến đó. Cuối cùng thì họ cũng lên được sân thượng của tòa nhà. Lúc này Lee và người của hắn cũng đuổi đến. Cả hai giả vờ trốn sau trụ điện rồi ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Lee và người của hắn cứ tưởng rằng lần này đã bắt được một mẻ cá lớn. Nhưng Scott nói rằng trước khi chết họ muốn được biết hắn có phải là kẻ đứng đầu không, thì Lee đã thẳng thắn thừa nhận hắn chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Biết được sự thật đó, hai nam chính đã tặng cho chúng một quả lựu đạn coi như là quà gặp mặt. Sau đó họ lao thẳng xuống tòa nhà và bung dù thoát thân một cách ngoạn mục. Nhiệm vụ của cả hai có vẻ khá suôn sẻ, nhưng tại căn cứ của họ lại không được như vậy. Sau khi Philip từ bệnh viện trở về, căn cứ của họ đã bị lộ và bị tấn công. Mọi người buộc phải rời đi và hủy toàn bộ máy tính, chỉ mang theo ổ cứng. Dưới sự hướng dẫn của Philip, tất cả đi theo lối cửa sau, nhưng vẫn bị người của bọn cảnh sát bẩn bám đuôi và ngăn chặn. Để bảo vệ vợ mình, Jay tình nguyện ở lại giữ chân bọn chúng cho cả nhóm thoát thân. Nhờ có anh ta mà mọi người đã ra được xe ô tô, nhưng anh ta cũng đã bị bọn chúng bắn hạ. Trước khi nhắm mắt lìa đời, anh ta cũng đã kịp tặng cho tay cảnh sát bẩn cha Jock một quả lựu đạn cho hắn tan thành trăm mảnh. Liên tục bị lộ vị trí đã khiến đại tá để ý đến cô trợ lý của ngài đại sứ. Từ việc Julia bị lộ ở vũ trường cho đến căn cứ của họ, bị lộ hai lần đều có mặt của cô ta trong khi họ bàn nhiệm vụ. Vì vậy rất có khả năng cô ta chính là đồng phạm và tay trong của chúng. Họ cần phải đến bệnh viện để gặp cô ta và làm rõ chuyện này. Đại tá đã báo cho Scott và Michael biết để họ tập trung ở đó. Khi cả đoàn đến bệnh viện thì thấy cô ta đang đi cùng con gái của ngài đại sứ. Họ đến tách cô ta ra khỏi cô gái. Thế nhưng điều mà họ không ngờ đến được lại chính là mẹ kế của cô ta, vợ của ngài đại sứ. Bà ta lúc này mới hiện nguyên hình là một con cáo. Nhân lúc không có ai trong phòng bệnh, bà ta đã thắt ống truyền khiến cho ngài đại sứ bị sốc thuốc và chết trên giường bệnh. Khi đã chắc chắn ông ấy không còn thở, bà ta mới vội vàng hô hoán mọi người và đóng vai một mệnh phụ phu nhân đau khổ. Nhờ thế mà bà ta đã qua mắt được tất cả mọi người. Sau cái chết của ngài đại sứ không lâu, ở một diễn biến khác, tại hang ổ của băng Sakura Mie, vợ của ngài đại sứ đã đến đó bàn việc làm ăn với ông trùm. Nhưng do những rắc rối vừa rồi, ông trùm của băng này đã không muốn dính đến với bà ta. Ngay sau khi ông trùm dứt lời thì chính con trai của ông ta đã dùng kiếm chém chết cha mình ngay tại chỗ. Hóa ra vì muốn bắt tay với mụ đàn bà này mà hắn đã không từ thủ đoạn, ngay cả việc giết chết người sinh ra mình để soán ngôi. Tại căn cứ họ đang tiến hành thẩm vấn trợ lý của ngài đại sứ. Ban đầu cô ta nhất định không chịu khai, nhưng sau khi đọc được ý nghĩ và sự sợ hãi trong người cô ả, họ hứa sẽ bảo vệ cô ta nếu cô ta chịu khai ra những gì mình biết. Cô trợ lý nói rằng mình là người Triều Tiên và cũng là người đưa tin cho bọn chúng, cuối cùng là nhận lệnh giết chết ngài đại sứ. Cô ta khai có vẻ lưu loát, nhưng nhìn
Vào mắt cô ta, đại tá nhận ra cô ta đang cố tình vơ hết tội vào mình. Vậy có nghĩa là cô ta còn có kẻ đứng sau giật dây. Sau cái chết của ngài chứ, đại tá Philip đã cho người khám nghiệm tử thi, nhưng việc này, ông ấy đã thông qua vợ Mie. Bà ta biết không sớm thì muộn âm mưu của mình cũng sẽ bị lật tẩy, vì vậy đã đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa. Khi Philip trở về căn cứ của họ, thì ông ấy đã bị theo dõi và bọn chúng nhanh chóng cho người đến bao vây căn cứ. Lại nói về Scott, con trai anh lúc này đã đến sân bay. Anh đã đến đón cậu bé đó, là một thanh niên 16 tuổi rất đẹp trai, nhưng cũng khá tính. Vì trước đây Scott đã bỏ lại mẹ của mình và không hề liên lạc, nên cậu ấy rất hận Scott. Vì vậy mà mối quan hệ của hai cha con đã xa lạ này lại càng hơn. Tuy thế, Scott vẫn chở con trai về căn cứ của anh mà không hề hay biết rằng lúc này căn cứ cũng sắp bị nguy hiểm. Đại tá Philip vừa nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, họ báo rằng ngài đại sứ không phải chết do vết thương nặng mà do bị nhiễm chất độc. Sau khi phân tích tình hình, họ nhận ra người duy nhất tiếp xúc với ông ấy trước khi chết chính là Mie, vợ của ông. Vậy rất có thể bà ta chính là chủ mưu của nhiều việc mà họ vừa gặp phải. Tuy thế, khi họ vừa nhận ra điều này thì cũng là lúc căn cứ bị tấn công. Bọn chúng cử rất nhiều tay súng đến bao vây từ phía, quyết tâm săn phẳng nơi này và xóa sổ luôn Section 20. Tuy vậy đó chỉ là mong muốn của bọn chúng, còn việc thực hiện được hay không thì lại phụ thuộc vào năng lực. Thế nhưng năng lực thì có hạn mà thủ đoạn thì lại có thừa. Cho nên đối đầu với những tình báo hàng đầu của Anh quốc, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ vô dụng mà thôi. Sau một hồi đấu súng thì bọn này cũng bỏ mạng, gần hết cô trợ lý cũng bị chúng bắn chết để bịt đầu mối. Sau một hồi giao đấu tóe lửa thì bọn chúng đã bị đắp chiếu hết. Họ phát hiện ra bọn này chính là người của bang Sakuza, một băng đảng mạnh nhất của Nhật Bản. Bọn chúng có liên hệ với cục 39. Bọn chúng đến đây vì cho rằng họ đã giết hại đại ca của mình nên muốn trả thù. Họ may mắn thoát được ra bên ngoài, nhưng Scott và con trai của mình lại không may mắn như thế. Hai cha con đang trên đường trở về căn cứ thì Scott phát hiện ra họ đang bị truy đuổi. Anh lập tức ra hiệu cho con trai thắt dây an toàn rồi kéo ga phóng thật nhanh. Bọn này thấy con mồi có dấu hiệu trốn thoát cũng tăng ga hết cỡ đuổi theo. Không những thế, chúng còn tặng kèm hai cha con combo súng đạn bay vèo vèo. Hai bên đuổi nhau khét lẹt, Scott chạy thẳng vào rừng nhưng bọn chúng cũng tức tốc đuổi theo. Càng về sau chúng càng tung hỏa lực mạnh, thậm chí còn cho người chặn đầu. Vì không còn đường lui, Scott quyết định cho xe lao xuống rừng rậm phía dưới. Sau đó anh dẫn con trai lẩn trốn vào trong rừng nhằm tránh sự truy sát của bọn này. Lại nói về đại tá và mọi người, sau khi thoát khỏi căn cứ, ông ấy cùng với Kim đến nhà May để bắt bà ta, còn Michael và Di Lui thì đi theo định vị của Scott hỗ trợ họ. Khi đại tá và Kim đến được nhà May, bà ta biết không thể nói dối được nữa nên đã lộ nguyên hình là một con rắn độc. Trong khi Kim lục soát phòng của bà ta thì đại tá đã đấu tay đôi với người đàn bà này trong vỏ bọc của một phu nhân, nhưng bà ta cũng có chút võ vẽ, vì vậy mà bà ta đã thoát được. Để có thể thoát thân, May đã không ngần ngại bắt con gái của chồng mình làm con tin và đe dọa hai người. Nếu họ tiến đến, bà ta sẽ tiêm chất độc vào cô gái. Không muốn tổn hại đến người vô tội nên họ đành nhượng bộ. Khi bà ta đánh ngất con gái ngài đại sứ thì liền chạy ra xe, đã có bọn đàn em chờ sẵn trở đi. Michael và Julia sau một hồi chạy xe tìm kiếm, họ cũng đã tìm thấy xe của Scott nhưng không thấy người đâu. Đúng lúc này họ nhận được lệnh của đại tá quay trở về tập hợp đi bắt Mie, bởi vì bà ta chính là điệp viên cho bọn Triều Tiên, đồng thời cũng làm ăn với bọn Sakura. Bà ta lợi dụng bọn Sakura giết họ để không còn ai cản đường mình, thì họ sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đấu lại bà ta. Và để làm được điều đó thì họ đã tìm ra kẻ đang làm ăn với bà T, chính là con trai của ông trùm Sakura tên là Siro, kẻ đã giết chết cha mình. Để tìm ra được Siro thì kẻ mà họ cần tiếp cận chính là thuộc hạ thân tín của hắn tên là Akizama. Khi biết hắn đang gặp gỡ và bàn chuyện làm ăn với bọn người Mỹ ở một cửa hàng bán xe, Julia và Michael đã đóng giả là khách mua hàng. Michael cố tình phá hoại một cái xe của chúng để khiến mọi người chú ý. Sau đó anh và Julia chạy vào trong tóm cổ tên Akizama và ép hắn khai ra vị trí hiện giờ của Siro. Hắn rất ngoan cố không chịu hé răng phải, đến khi Michael cho dây điện vào mồm tra tấn vài lần thì hắn mới chịu khai hiện giờ Siro đang ở trên một hòn đảo. Nhưng khi hắn chưa kịp nói đó là hòn đảo nào thì người của bọn chúng đã tăng cường đến rất đông. Họ buộc phải thoát ra trước khi bị bọn này nướng chín. Có được thông tin ít ỏi rằng Siro đang ở trên đảo, nhưng họ cũng không biết chính xác chúng ở đảo nào. Julia đã lục tung hồ sơ của Siro và biết được hắn quả nhiên có sở hữu một hòn đảo ở phía bắc Thái Lan. Đó có thể là hòn đảo mà bọn chúng đang tá túc. Cả đội lập tức lên đường. Bên này hai cha con Scott vẫn đang mắc kẹt trong rừng. Trên đường đi, con trai anh Finn đã không ngừng chất vấn Scott vì sao lại bỏ mặc mẹ con họ như vậy. Scott biết mình sai nên không thể biện minh được. Anh chỉ nói rằng mình là một quân nhân nên thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến người thân nên mới làm vậy. Tuy nhiên Finn lại không tin những gì anh nói, cậu ta cho rằng anh chỉ là kẻ buôn bột mì, chính vì thế mới bị bọn Marco truy đuổi. Scott có 5 cái miệng cũng không chứng minh được, cho nên anh đã im lặng và để hành động của mình trả lời. Anh liên tục bảo vệ con trai trước sự truy đuổi của bọn chúng, nhưng không may cho họ, khi Scott rời mắt một lúc thì cậu ta cũng bị bọn chúng thó mất. Lúc này mọi người trong Section 20 cũng đã tiếp cận được hòn đảo. Trên đảo, ngoài những kẻ người Mỹ đến để làm ăn với Siro,
thì hắn còn tập hợp các thành viên kỳ cựu của Sakura đến để bàn việc làm ăn. Cả nhóm đã hạ được vòng an ninh bên ngoài chuẩn bị tấn công vào bên trong. Julia đã tóm được tay kế toán của hắn và lấy được vài thông tin, nhưng sự có mặt của họ không lâu sau đó cũng bị chúng phát hiện. Michael xông vào phòng của Shinro sau khi hắn vừa họp xong và tóm được hắn. Nhưng khi anh dẫn độ hắn ra ngoài thì đã vấp phải hỏa lực của bọn chúng. Philip và Kim cũng mắc kẹt trong cơn mưa đạn, họ buộc phải ưu tiên nhiệm vụ bảo toàn tính mạng trên hết. Chính vì vậy mà Shiro đã thoát ra được. Do tình hình đôi bên quá chênh lệch, nên sau một hồi cố gắng nhận thấy không thể ở lại thêm, Philip buộc phải cho quân của mình rút lui. Nhưng Michael lại bị mắc kẹt lại. Lúc trên cano rời khỏi hòn đảo, Julia kiểm tra những thứ mình lấy được từ tay kế toán. Cô phát hiện ra bọn chúng đang có một thương vụ làm ăn, nhưng điều đáng chú ý là chúng sử dụng chất phóng xạ để sản xuất bom hạt nhân. Nếu không kịp thời và ngăn chặn được thì nó thực sự là một thảm họa. Michael lúc này đang bị mắc kẹt trong một chiếc thuyền và người của Shiro đang tiến gần đến chỗ của anh. Thế nhưng bất ngờ những tiếng súng khác lại vang lên, bọn này dụng như sung chín. Và những người cứu mạng anh không ai khác là hai gã người Mỹ đến đây. Giao dịch với chúng, hóa ra họ không phải là thương nhân mà là kia. Cả hai người này đến đây là muốn bắt Shiro và dẫn độ hẳn về Mỹ. Được họ cứu giúp, Michael cũng kết hợp bắt hạ bọn chúng. Nhờ đó, cả ba đã mở đường kiếm được chiếc cano tẩu thoát. Con trai Scott sau khi bị một tên tóm sống, hắn áp giải về thì đã bị Scott trốn ở phía sau tóm được. Hạ được hắn, anh đoạt luôn khẩu súng làm vũ khí và xử luôn hai thằng còn lại. Thoát khỏi bọn này, họ xin đi nhờ được một chiếc thuyền đánh cá của người dân. Scott mua lại chiếc điện thoại của ông ta và gọi báo tin về cho mọi người. Họ hẹn sẽ gặp nhau sau. Trên thuyền trở về, Scott cũng đã giải thích cho con trai việc làm của mình. Lúc này Finn cũng tin cha mình thực sự là một quân nhân. Cái nhìn của cậu ta về anh cũng đã có chút khác hơn. Sau khi vào bờ, dù Finn muốn đi theo cha, nhưng anh không thể để con gặp nguy hiểm, nên đã cho con một chút tiền để Finn thuê khách sạn và ở đó chờ mình, còn anh sẽ đi tìm đồng đội và giúp đỡ họ tóm được bọn chúng. Bên này Michael và hai anh chàng người Mỹ cũng đã tập hợp ở chỗ Philip. Họ đều có mục tiêu chung, đó là Shiro. Thế nhưng giờ này, sau khi vị trí của chúng bị lộ, chắc chắn hắn sẽ không ở đó nữa mà chuyển đến một nơi khác. Một địa điểm mà họ tìm thấy chính là nhà kho nơi chứa đồ cứu trợ, nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của bọn chúng mà thôi. Để xác thực bọn chúng có đúng là đang tàng trữ chất uranium không thì cần phải đến tận nơi để tìm hiểu thực hư. Vậy là cả nhóm lên đường. Khi đến nơi, họ thấy quả nhiên có một nhà kho chứa đồ cứu trợ. Mọi người thi nhau tìm nhưng không hề thấy thứ gì có tên gọi là uranium. Khi cả nhóm còn đang tìm kiếm thì Mie và người của bà ta đã mang hai thuyền hàng lớn đến nơi này. Đó có thể là chất uranium. Họ cũng tìm thấy Shiro ở đó. Đúng lúc này Michael đã nhìn thấy anh chàng người Mỹ Mason đang đuổi theo Shiro, có vẻ như anh ta đang muốn lấy mạng Shiro chứ không phải bắt sống tên này. Michael định ngăn cản thì anh chàng Peter đi cùng mình đã ngăn cản anh bằng một khẩu súng đầy đạn. Lúc này anh ta mới thú nhận họ đến đây không phải để bắt Shiro mang về Mỹ, mà là để thủ tiêu tên này. Nếu để cho họ giết Shiro thì mục tiêu mà anh và các đồng đội theo đuổi sẽ không còn nữa. Không còn cách nào khác, Michael buộc phải hạ anh ta trước. Bên này Julia cũng kịp thời ngăn cản Mason trước khi anh ta nổ súng. Tuy nhiên bọn thuộc hạ của Shiro đã tìm ra bọn họ, buộc mọi người phải nổ súng. Việc này đã đánh động bọn chúng. Shiro thấy vậy lập tức lên xe chuồn đi cùng với Mie và hai xe tải hàng của chúng trước khi bị tóm sống. Michael thấy vậy lập tức lấy xe mô tô đuổi theo chúng. Anh tiếp cận được chiếc xe tải và nhảy lên thùng xe tóm được một tên. Sau khi tra khảo chúng và biết đây là thùng chứa hóa chất uranium, Michael đã cho nó một quả mìn phá hỏng chiếc xe thứ nhất, nhưng vẫn còn một chiếc xe nữa. Họ cần tìm ra và thủ tiêu nó trước khi nó bị bọn này đưa đi. Bọn chúng chạy đến một địa điểm khác không lâu thì Section 20 đã tìm thấy. Nơi này chúng cũng có nhiều lính canh phòng. Để phá được vòng vây này, tấn công vào trong không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng dù biết là nguy hiểm, mọi người vẫn chấp nhận lao vào tuyến lửa với quyết tâm phá hủy chiếc xe tải còn lại. Khi Michael và Philip hạ được bọn lính ở chòi canh cũng là lúc Julia và Kim tìm thấy chiếc xe tải. Julia nhận nhiệm vụ dẫn dụ bọn lính đi sang hướng khác, Kim thì chạy tới xe gắn bom. Thế nhưng Julia đã bị chúng bắn bị thương và bắt đi. Đến khi chiếc xe bị Kim phá hỏng cũng là lúc Julia bị May đưa lên xe dẫn đi. Đại tá cũng đã bắt được Shiro. Hắn ta bị đàn bà đó vứt lại, nhưng lúc này hắn mới khai rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cái bẫy mà May bày ra. Bà ta đã đoán trước Section 20 sẽ phá đám mình nên mới dựng lên màn kịch đó. Chiếc xe thực sự chứa uranium đang ở chỗ khác. Đại tá rất cay cú vì bị đàn bà tâm cơ này dắt mũi hết lần này đến lần khác. Ông ấy đã cho Shiro một cơ hội để hắn cứu mạng mình, đó là giúp họ tìm ra bà ta. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, hắn đã bị kẻ nào đó bắn hạ. Bên này Scott cũng nhận được tin Michael báo rằng Julia đã bị Mie bắt đi. Anh lập tức phóng xe đuổi theo, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Bà ta sau khi bắt được Julia đã ép cô khai ra những gì mà Section 20 biết về chúng. Tất nhiên là một quân nhân kiên trung, cô không bao giờ hé răng nửa lời vì không đạt được mục đích của mình. Bà ta đã bắt chết cô ấy và ném sang bên đường. Khi Scott và mọi người đến nơi thì cô đã không còn sự sống nữa. Scott rất đau đớn vì sự ra đi của bạn gái. Họ mới xác nhận quan hệ không lâu. Không những thế, cả hai mới đây còn hứa hẹn tối về sẽ cùng nhau đi ăn.
Vậy mà giờ đây hai người đã âm dương cách biệt, chỉ có kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài kia, bằng sự cáo già của mình. Mày đã đưa được Uranium về Triều Tiên, việc này đồng nghĩa với nhiệm vụ của Section 20 vẫn phải tiếp tục, gạt qua nỗi đau mất đi người đồng đội, người bạn gái thân thiết, Michael, Scott và mọi người tiếp tục truy lùng dấu vết của chúng. Mie sau khi về được Triều Tiên, cô ta đã được chào mừng và coi trọng vì những chiến công của mình. Phải nói là để đưa được chuyến hàng đó, về đây Mie đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình và sống dưới vỏ bọc nhiều năm. Nay được trở về quê hương và gặp lại người tình xưa khiến cô ta không khỏi xúc động. Để vào được Triều Tiên, họ đã mua chuộc một kẻ chuyên dẫn lao động nước ngoài qua biên giới. Nhờ thế mà Michael và Scott đã thành công qua được biên giới. Nhiệm vụ lần này có họ là gài bom phá hủy số lượng uranium kia, họ chỉ có 72 giờ để hoàn tất. Nếu vượt quá thời gian đó khả năng cao sẽ bị lộ. Nếu bị giết thì phương Tây phải đối đầu với nguy cơ bị kết tội gieo rắc vũ khí hạt nhân. Nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn bởi vì ai cũng biết Triều Tiên là một đất nước khép kín, mọi liên lạc đều rất khó khăn và hạn chế. Nhưng may mắn là họ đã có một đặc vụ ngầm của Mi-6 đã được cài cắm ở đó. Từ trước người này tên là Park, cả hai sẽ phải tìm anh ấy để nhận thông tin, bản đồ và vũ khí. Sau khi qua được biên giới họ được thả giữa một cánh đồng hoang, cả hai buộc phải tự mình tìm đến người liên lạc. Nhờ có sự hướng dẫn từ trước cùng với nghiệp vụ có sẵn, không mất quá nhiều thời gian họ đã tìm được Park. Anh ta hiện giờ đang là một nhân viên của nhà ga xe lửa. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì bất ngờ vỏ bọc của anh ta đã bị lộ. Bọn chúng cho người trừ khử Park trước khi Michael và Scott kịp trốn thoát. Bọn chúng rất đông mà họ chỉ có 2 người. Để thoát khỏi bọn này, cả hai đã bắn yểm trợ cho nhau rồi lao ra khỏi cửa sổ mới thoát thân được. Khi thấy tình hình không khả thi, điện thoại bị hỏng, lại bị lộ quá sớm, Michael muốn hủy bỏ nhiệm vụ quay về, nhưng Scott không muốn điều đó. Anh muốn Mie và người của bà ta phải trả giá cho những gì mà mình gây ra. Anh muốn găm một viên đạn vào ngay giữa trán của người đàn bà này để trả thù cho Julia. Chiều lòng ông bạn Michael chọn ở lại tiếp tục. Họ tiến về phía trước băng qua nghĩa địa, rừng rậm tiến về mục tiêu. Lúc này ở nhà Finn, con trai của Scott đang đi chợ sắm chút đồ. Nhưng cậu ta đã bị theo dõi bởi một cô gái. Khi về đến khách sạn, Finn thấy có 2 kẻ mang súng đi theo mình. Lợi dụng lúc chúng không để ý, Finn đã gây tiếng động báo hiệu cho đại tá biết mình đang gặp nguy hiểm. Sau đó cậu ta chạy ra ngoài và vòng vào khu chợ, lợi dụng nơi đông người trốn khỏi sự truy đuổi của chúng. Đến khi đánh lạc hướng được bọn này, Finn nghĩ rằng mình đã an toàn liền gọi điện báo cho đại tá biết. Tuy nhiên cuộc hết thì Finn đã bị bọn chúng tóm sống và bắt đi chiếc điện thoại, cũng đã bị phá hỏng. Đại tá và Kim không còn manh mối nào để tìm ra chúng, và cũng không biết chúng bắt Finn nhằm mục đích gì. Lúc này Scott và Michael đã đến một khu rừng. Họ đụng mặt một gia đình người Triều Tiên đang đi hái lượm trong đó. Rất may mắn cả hai không rơi vào rắc rối vì họ chỉ là dân thường. Sau nhiều giờ đi bộ, cả hai bọn họ cũng đã đến được nhà máy hạt nhân của chúng. Việc cần làm của họ bây giờ là tiếp cận vào bên trong, sau đó đặt thuốc nổ ở 4 vị trí khác nhau. Nhưng nói và làm thì khác xa hoàn toàn, bởi nhiệm vụ này chẳng khác nào là đánh bom cảm tử. Toàn bộ xung quanh nhà máy đều đã bị canh phòng nghiêm ngặt, họ cần phải vào được trong đó thì mới có thể tính tiếp mọi chuyện. Đúng lúc này cả hai nhìn thấy một chiếc Mercedes được ra vào tự do mà không bị kiểm tra. Đây chính là cơ hội để họ có thể tiếp cận được nhà máy một cách an toàn nhất. Lúc này tại căn cứ, Kim báo rằng mình đã bị đi triệu tập. Philip không muốn cô đi vì hiện giờ lực lượng của họ quá mỏng. Nhưng Kim nói rằng trước giờ cục đã luôn theo dõi việc Triều Tiên buôn hàng từ bên ngoài vào trong nước, tức là họ đã có đường dây của chúng. Việc Kim trở về cục có thể dựa vào vệ tinh của họ để giúp Michael và Scott ở thực địa. Đó là một ý kiến hay trong hoàn cảnh này. Lúc này Michael và Scott đã bám theo chiếc Mercedes, đó là chiếc xe của con trai một vị quan chức lãnh đạo cao của Triều Tiên. Khi hắn đang ăn chơi thác loạn với các cô gái của mình thì đã bị cả hai lao vào tóm gọn. Nhưng tên này cũng có súng trong tay, hắn đã đưa được Michael vào trong tầm ngắm. Nhưng sau đầu của hắn lại là họng súng của Scott, chỉ cần họ nổ súng thì hắn cũng bóp cò. Bất ngờ lúc này một cô gái trong số đó vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy. Theo phản xạ tự nhiên hắn đã không ngần ngại bắn chết cô gái. Nhưng chính điều đó đã tạo cơ hội cho Scott và Michael đảo ngược tình thế. Họ đã để tóm được tên này và ép hắn ta dùng chiếc Mercedes đưa cả hai vào trong nhà máy. Ban đầu tên này còn chống cự, nhưng sau khi bị vào mặt vài cái thì hắn đã ngoan như cún. Nhờ hắn mà cả hai đã thuận lợi tiếp cận được bên trong nhà máy mà không hề bị phát hiện. Để trừ khử hậu họa, Scott đã cho hắn đăng xuất tại chỗ. Khi họ bắt đầu vào sâu bên trong, cũng là lúc bọn chúng đang ăn mừng vì đã có được một chuyến hàng quan trọng. Chúng đang tiến hành mang những thùng chứa uranium ra để sản xuất bom hạt nhân. Mặc dù đã hết sức cẩn thận, nhưng họ cũng nhanh chóng bị phát hiện trước khi đặt thuốc nổ. Trong tình thế bị truy đuổi như vậy, Scott là người bọc hậu cho Michael để anh ấy gắn thuốc nổ. Đây là một nhà máy vô cùng rộng lớn, đó là một khó khăn, nhưng cũng là lợi thế cho họ khi bọn chúng tản người đi tìm kiếm khắp nơi, cũng khó mà tìm thấy họ. Sau khi gắn xong thuốc nổ, cả hai đã gặp nhau ở điểm hẹn. Họ vừa lao ra ngoài vừa càn quét đám lính Triều Tiên. Đến lúc thích hợp thì Michael đã nhấn nút kích hoạt toàn bộ số thuốc nổ đã gắn trước đó. Với sức công phá cực mạnh cùng hàng chục tiếng nổ phát ra đã gần như mọi khu vực quan trọng của nhà máy, Mie và người của bà ta lúc này chỉ còn biết chạy thoát thân chứ đâu còn hy vọng gì về nhà máy nữa.
Hơn 10 năm công sức của bà ta coi như đã đổ sông đổ biển cả rồi. Cay cú vì bị phá hoại nên khi Scott và Michael đã an toàn, bà ta cho người phát đi lời cầu cứu của Finn. Cậu ta nói rằng mình đã rơi vào tay Mie, và nếu Scott không đục mạng chúng sẽ giết cậu. Ban đầu Scott không tin, bởi anh nghĩ con trai đang được an toàn bên các đồng đội ngoài kia. Nhưng sau đó chính Michael đã xác nhận thông tin đó. Anh nói rằng mình đã biết tin này từ trước nhưng sợ nếu báo cho Scott thì nhiệm vụ sẽ bị ảnh hưởng nên anh quyết định giữ im lặng. Định xong nhiệm vụ họ sẽ đi cứu Finn. Không ngờ bọn chúng bị phá hoại nên đã trả đũa bằng cách này. Biết được sự thật này, Scott rất tức giận. Anh đã cho Michael một cú đấm vì tội giấu mình. Sau đó anh đuổi Michael về nhưng anh ấy không chịu đi. Họ đã vào sinh ra tử nhiều lần nên không bao giờ bỏ lại đồng đội mình trong lúc này. Cả hai giơ tay đầu hàng nộp mình cho bọn chúng. Bị bắt về, họ bị bọn chúng tra tấn bằng việc bơm nước vào người. Chúng ép cả hai phải thừa nhận việc được chính phủ của mình cử đến khủng bố Triều Tiên, tất nhiên là những người lính, và sinh ra tử vì đất nước, họ sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của bọn chúng. Thế nhưng lòng trung thành của họ cao cả bao nhiêu thì những người đứng đầu chính phủ lại quay lưng với họ bấy nhiêu. Cho dù họ đã không ít lần vào sinh ra tử ngăn chặn vô số những âm mưu làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tính mạng của mọi người, nhưng khi tính mạng của họ bị đe dọa lại chẳng một ai mảy may quan tâm. Thậm chí trước lời cầu cứu của đại tá người có thẩm quyền tối cao đã chối bỏ danh tính của họ và yêu cầu Philip liệt họ vào hàng lính đánh thuê. Ông ta cho rằng chỉ có làm cách này thì phương Tây mới không bị Triều Tiên quy cho cái tội khủng bố. Ở bên này, sau nhiều màn tra khảo không có tác dụng, Mie đã chính thức vào cuộc. Đầu tiên bà ta chơi trò giết người dọa khỉ khiến cho Scott tưởng rằng bà ta đã giết con trai mình, nhưng hóa ra bà ta đã dùng một người lính để thay thế. Thấy bọn này mang cả tính mạng lính của mình ra để đạt được mục đích, cả hai nhận thấy chúng đã mất hoàn toàn nhân tính. Vì vậy cho nên khi Mie đưa Finn ra thì Scott đã không ngồi yên được nữa. Nếu anh chỉ bị bắt vào đây một mình thì có lẽ cái chết đối với một quân nhân sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng khi đối mặt với con trai, anh lại không thể cứng rắn được. Anh đã là một người cha không tốt bao nhiêu năm không quan tâm đến con. Đây là lần đầu tiên anh có thể làm được điều gì đó cho con trai của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Vì vậy cho nên trước màn tra khảo thứ hai, Scott đã đồng ý làm theo yêu cầu của chúng. Anh khai nhận rằng mình được chính phủ phương Tây cử đến đây làm nhiệm vụ khủng bố. Bà ta rất vui mừng khi anh nói vậy. Bà ta lại tiếp tục tra khảo đến Michael, thế nhưng anh lại chẳng thừa nhận điều gì. Không những vậy, anh còn đọc được suy nghĩ của bà ta. Bà ta làm tất cả những điều này là vì hận thù cá nhân, bởi ngay từ nhỏ bà ta đã bị lôi ra khỏi cuộc sống gia đình bình thường, bị tẩy não ném sang một đất nước xa lạ, sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, cả một thập kỷ sống dưới thân phận của kẻ khác. Thấy Michael nói không sai chút nào, Mie đã không giữ được bình tĩnh. Mụ ta tiến tới định tính sổ anh ấy, nhưng không ngờ lại cũng phải âm mưu của Michael. Anh dùng chiếc đầu cứng như búa của mình đập mạnh vào đầu mụ ta, thành công tạo ra sự hỗn loạn trong buồng giam. Scott cũng bắt kịp hiệu lệnh của đồng đội, anh xông lên cướp súng bắn chết tên lính gác. Finn cũng nhanh chóng nhặt được khẩu súng của Mie, thế là họ đã khống chế được Mie. Scott định sẽ cho mụ ta một viên kẹo đồng nhưng Michael ngăn cản lại, bởi vì để thoát ra khỏi đây họ cần mụ ta như một lá chắn hoàn hảo. Đúng như những gì Michael dự liệu, nhờ có mụ ta mà cả ba đã thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Ra đến cổng, họ vấp phải sự truy lùng của lính Triều Tiên, nhưng nhờ có sự kết hợp ăn ý và một chút may mắn, lại một lần nữa họ đã tháo được một con xe và cao chạy xa bay. Trong lúc này, đại tá Philip và trung sĩ Kim đã có một quyết định của riêng mình. Họ bỏ qua sự phản đối của cấp trên, hai người vẫn lên đường đến điểm hẹn để đón những đồng đội của mình. Để sang được đó, Philip đã đến gặp Miller, một đặc vụ Nga người quen cũ. Trong nhiệm vụ lần trước, ông ấy nhờ cô dựa vào mối quan hệ của mình đưa họ qua biên giới. Trong lúc đó, Michael và Scott đã thoát được ra ngoài. Nhưng niềm vui chưa được lâu thì Scott phát hiện ra Finn đã bị trúng đạn. Họ buộc phải chạy vào một bệnh viện gần đó và uy hiếp bác sĩ cứu chữa cho Finn. Vào được chưa lâu, khi Finn vừa mới lấy được viên đạn ra khỏi bụng thì cũng là lúc lính Triều Tiên tìm đến. Mỗi lúc bọn chúng lại kéo tới đông hơn. Với sức của hai người thì chắc chắn không phải là đối thủ của bà binh đoàn như vậy. Không còn cách nào khác, họ buộc phải ra cửa sau và trốn lên xe rời đi. Lái nói về Mie, từ sau khi bà ta trở về đã mang theo khá nhiều rắc rối cho nơi này, từ việc nhà máy hạt nhân bị đánh bom cho đến tù nhân trốn khỏi nhà giam. Để trả công cho sự hy sinh của bà ta, người đứng đầu đã định tặng cho bà ta một viên kẹo đồng. Nhưng khi hắn định bóp cò thì đã có người khác thấy hắn làm việc này. Chỉ có điều viên kẹo đồng không găm vào đầu của Mie, mà găm vào đầu của hắn và người làm ra việc này. Không ai khác chính là người tình của Mie. Bọn chúng đã quyết định chọn con đường của riêng mình, cho nên sau khi thủ tiêu cấp trên đã cùng nhau vượt biên. Scott và Michael sau khi thoát ra từ bệnh viện, họ lên đường đến điểm hẹn thì bất ngờ gặp phải một trạm kiểm soát của quân đội Triều Tiên. Vết thương của Finn đang rất nguy kịch, không cho phép họ dừng lại, thế là cả hai quyết liều một phen. Họ cứ thế lao về phía trước, may mắn chúng không đông nên họ đã tiêu diệt được đám lính Triều Tiên này. Thế nhưng xui xẻo vẫn chưa hết, khi chiếc xe lại chết máy không thể đi được. Trong cái họa lại có cái may, khi Michael nhìn thấy một chiếc xe ngựa của người dân, thôi thì có còn hơn không, cả ba lại tiếp tục hành trình với chiếc xe ngựa ấy. Thế mà mọi việc vẫn chưa dừng ở đó, khi họ bị chặn đầu bởi cả một binh đoàn đông như quân Nguyên. Tưởng rằng quả này lại được quay về nhà ra bóc lịch dài dài,
thì bất ngờ một chiếc trực thăng xuất hiện, đó chính là người của Section 20. Họ đã không bỏ lại đồng đội mình nhờ có sự yểm trợ kịp thời của đồng đội. Một lần nữa hai người anh hùng của chúng ta đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi bún. Sau khi trở về, Finn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để thực hiện cuộc phẫu thuật. Đối với Scott, cuộc chiến ngoài kia căng thẳng bao nhiêu thì cuộc chiến mà bác sĩ giành lại tính mạng của con trai anh với thằng chết cũng căng thẳng không kém phần. Nhưng dù thế nào anh vẫn có người bạn đồng hành Michael ở bên mọi lúc mọi nơi. May mắn cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, hai cha con Scott đã được an toàn. Và lần đầu tiên anh được Finn gọi mình là cha. Có lẽ cậu ấy đã hiểu được công việc của cha mình nguy hiểm và cũng rất đáng tự hào, cho nên Finn đã chấp nhận Scott là cha mình. Đối với Scott, được con trai gọi là cha là một cảm giác tuyệt vời, còn hơn là tóm được bọn khủng bố hay là nhận huy chương. Tưởng rằng vụ này đến đây là hết thì họ lại nhận được tin tình báo cho biết rằng Mie và người tình của bà ta đã cấu kết với Mafia Nga để chuẩn bị quay lại phương Tây gây hấn. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng không muốn con trai gặp nguy hiểm cho nên Scott đã để Kim đưa con về nước. Kim cũng bị tổ chức gọi về nên giờ đây, cả Section 20 chỉ còn lại 3 người đàn ông. Liệu họ có làm nên trò trống gì không? Mời các bạn cùng xem tiếp nhé! Kẻ mà chúng liên hệ chính là Mike Skin, một Mafia người Nga. Lần theo manh mối của tên này thì hiện giờ hắn đang ở viên thủ đô của nước Áo. Tất nhiên các chàng trai của chúng ta sẽ không thể nào để cho bọn chúng đạt được ý đồ của mình. Họ lại có một chuyến hành trình khác đến với viên Niner thông qua người nằm vùng của mình là một cô gái tên là Daniel. Cô ấy đã bí mật lấy trộm được chiếc điện thoại của tên My Skin này. Nhưng khi cô ấy mang được nó ra khỏi hang ổ của hắn thì tên này cũng đã phát hiện ra được âm mưu của cô. Vì hắn cài định vị lên điện thoại nên dù cô gái có chạy trốn thì hắn vẫn tìm ra được vị trí của cô. Sau khi có được chiếc điện thoại, Daniel đã hẹn gặp Liner tại nhà hát lớn trong một buổi biểu diễn opera. Để hộ tống Liner, Scott và Michael đã lên đồ đưa người đẹp đến buổi biểu diễn. Khi Liner và Scott vào bên trong để gặp cô gái thì Michael ở ngoài canh chừng. Daniel sẵn sàng giao cho họ chiếc điện thoại mà mình đã lấy được từ Mike Skin. Nhưng cô ấy có một yêu cầu. Họ phải đưa cô rời khỏi đất nước này, thay đổi danh tính trở thành một người khác. Bởi cô biết rằng chúng sẽ không để cho cô yên sau chuyện này. Lời đề nghị đó đã được chấp nhận, nhưng rất tiếc nó chưa kịp thực hiện thì Daniel đã bị Mike Skin đứng ở bên kia sân khấu bắn chết. Suýt chút nữa mọi người cũng ăn kẹo đồng của hắn. Thấy có vụ án sát trong nhà hát, mọi người kéo nhau bỏ chạy toán loạn. Nhờ vụ hỗn loạn đó, họ cũng đã thoát được ra ngoài. Từ thông tin trong chiếc điện thoại của Daniel, họ thấy có một tin nhắn Mike Skin đã tổ chức một cuộc gặp cho Gun, người tình của Mie, với Oppenheimer, một bậc thầy trong chế tạo bom. Có khả năng bọn chúng muốn thuê tên này để thực hiện âm mưu đánh bom vào phương Tây của chúng. Kẻ đánh bom này không làm việc cho bên nào, hắn chỉ làm việc cho kẻ nào trả giá cao nhất. Đối đầu với hắn không giống như bất cứ kẻ nào trước đây họ từng gặp, bởi vì hắn hoạt động rất tinh vi và khác người. Đó là lý do dù đã thực hiện rất nhiều phi vụ nhưng hắn đều trốn thoát một cách ngoạn mục. Theo thời gian mà bọn chúng đã lên kế hoạch thì 11 giờ trưa ngày hôm sau chồng sẽ gặp nhau tại một quán cà phê ngoài trời. Đại tá Philip đã sắp đặt người của mình ở khắp nơi xung quanh, còn ông ấy sẽ đứng trên cao quan sát tình hình nhằm kịp thời báo cho lính của mình biết để hành động. Đúng giờ hẹn, Won đã xuất hiện, bọn chúng bàn việc rất nhanh. Kẻ đánh bom đã đưa cho Won số tài khoản của mình với yêu cầu khi nào tiền vào trong tài khoản thì hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Won rời đi, Michael được lệnh bắt kẻ đánh bom, còn Scott thì đuổi theo Won. Ấy thế nhưng khi Michael tiếp cận được kẻ đánh bom thì hắn lại rất ung dung, dường như việc này đối với hắn không phải là lần đầu. Hắn còn có thời gian xem tướng cho Michael, đến khi anh ấy muốn hắn đưa theo mình thì kẻ đánh bom đã tung ra con bài chí mạng. Hắn nói rằng nếu Michael ép hắn ta đi theo mình thì hắn sẽ nhấn nút kíp nổ trong tay và tất cả chỗ này sẽ bị thổi bay. Hắn nói rằng đây chính là bí kíp giúp hắn sống lâu sau rất nhiều vụ nổ bom khủng bố. Michael tưởng hắn nói đùa, nhưng chiếc túi ở đằng xa đã chứng minh những gì hắn nói là sự thật. Anh lập tức báo tin này cho đại tá biết, nhưng ông ấy vẫn muốn Michael giữ chân hắn một lúc để mình chạy xuống. Tuy nhiên không để họ cho họ đạt được ý định, hắn đã rời đi và chỉ báo cho Michael đúng 10 giây để hô hoán mọi người. Đúng 10 giây sau, một tiếng nổ dữ dội xảy ra, may mắn không có người chết, nhưng cũng khiến cho chính phủ của Áo được một phen rung động. Đại tá rất cay cú khi kẻ đánh bom lại được thoát thân, bởi vì ông cho rằng năm xưa cũng chính là hắn đã gây ra cái chết của con trai mình. Bên này Scott đuổi theo Noel và anh đã nhanh chóng bắt được hắn mang về tại một căn nhà an toàn giữa rừng. Scott ra sức tra tấn hắn, khai ra vị trí hiện giờ của Mie, nhưng tên này mồm như bị đổ bê tông, hắn nhất quyết không chịu khai. Họ buộc phải tạm dừng trước tiếp tục màn tra khảo. Lúc này Nina vẫn đang bám theo gã mafia người Nga để xem hắn sẽ dẫn họ đi đến đâu. Sau khi thảo luận, Scott và Michael quyết định sẽ chơi một chiêu khác. Scott dùng ớt đổ vào chai nước và xịt thẳng vào mũi của Won nhằm bắt hắn khai ra vị trí hiện giờ của Mie. Thấy màn tra tấn quá dã man, Michael đã ngăn cản anh ấy lại, thế là cả hai quay ra cự cãi nhau. Trong cơn nóng giận, Michael đã đuổi Scott ra ngoài. Noel nhận thấy cơ hội đã đến, bởi vì hắn đã tự cởi trói ra từ trước, nhân lúc Michael không để ý hắn đã đánh ngất anh và chạy ra xe bỏ trốn. Tưởng rằng đó là sự tắc trách của hai người, nhưng thực ra đó là âm mưu.
họ cố tình thả Won để hắn chạy trốn từ đó. Lần theo định vị trên ô tô, họ có thể tìm ra vị trí hiện giờ của Mie. Tuy nhiên khi cả hai chạy được một đoạn thì Won nhận ra hắn đã bị trúng bẫy. Để cắt đuôi hai người, Won ném chiếc xe vào một con hẻm và đốt cháy nó. Khi Michael và Scott đến thì chả còn ai. Bên này Nina bám theo Myskin và thấy được hắn đến một ngân hàng tư nhân. Sau đó không lâu Mie cũng xuất hiện ở đó. Một lúc sau Noe cũng đã đến gặp Myskin. Bọn chúng tiếp cận vợ của tay giám đốc ngân hàng tư nhân và bắt cô ấy làm con tin, rồi đưa đến ngân hàng của chồng mình. Tại ngân hàng này Mie đã vào gặp giám đốc và bắt ông ta làm theo yêu cầu của mình. Khi ông ấy từ chối, chúng liền đưa bà vợ đang mang thai của ông ta ra đe dọa. Không lâu sau đó, tên mafia người Nga còn dẫn theo cả đám đàn em của hắn, tất cả đều đeo mặt nạ, xông vào cướp ngân hàng. Lúc này Scott và Michael vẫn đang cố gắng hết sức chạy thật nhanh đến ngân hàng tư nhân trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Mie dùng người của tên mafia để ổn định tình hình bên trong, còn bà ta cùng với người tình của mình đưa theo ông chủ ngân hàng đến két sắt và bắt ông ta mở nó ra. Khi bọn chúng vào được bên trong thì Nina cũng bị tóm gọn. Gã mafia nhận ra cô ấy bởi vì trước đây cô cũng đã từng nằm vùng trong băng đảng của hắn, thậm chí còn làm người tình của hắn trong 2 năm. Sau này khi bị lộ vỏ bọc, cô mới rời đi gặp lại nội gián năm xưa. Gã mafia rất vui mừng liền đưa theo cô đi cùng mình. Mie và Won lúc này đã đi vào khu vực két sắt, nhưng chính ông chủ ngân hàng cũng không có mật mã của các két sắt riêng, bởi vì đây là ngân hàng ký gửi. Mỗi chủ nhân sẽ có một chiếc két sắt riêng và mật mã riêng. Thế nhưng điều này không làm cho bọn chúng nao núng. Chúng đã có công cụ riêng để mở tiếp két sắt. Bằng dụng cụ chuyên nghiệp của mình, Won đã khoan được vài chiếc lỗ trên cửa ra vào. Hắn đã cho thuốc nổ vào đó nhằm đánh thủng cánh cửa ngăn khu vực bên ngoài với khu chứa két sắt. Bên ngoài, Scott và Michael cũng đã đến ngân hàng. Cả hai đã nhanh chóng hạ gọn tên lính canh của chúng và xâm nhập vào bên trong. Họ yểm trợ cho nhau, vừa tiên vào sâu vừa quét sạch lũ đàn em của gã Myskin. Lúc này Won và Mie đã mở được két sắt. Thứ bọn chúng lấy không phải là tiền hay kim cương mà chỉ là một cuốn sổ cũ rích. Myskin thấy hắn và người của mình đã bỏ không biết bao nhiêu nhân mạng chỉ vì cuốn sổ này mà chẳng được cái chết mẹ gì, đã rất cay cú. Nhưng bọn chúng cần mau chóng phắn khỏi đây nếu không muốn đắp chiếu cả lũ. Trước khi đi, chúng không quên đưa theo Nina và ông chủ ngân hàng làm con tin. Michael và Scott đã đến được nơi cần đến, nhưng do chiếc cửa kính chắn đạn quá kiên cố, họ đành để chúng đưa người đi. Michael dùng một khối thuốc nổ đánh sập cửa kính và họ lại tiếp tục đuổi theo chúng xuống tầng hầm. Lúc này cả bọn đã lên xe chạy trước. Họ tìm thấy hai chiếc mô tô liền lập tức đuổi theo. Scott bám sát chiếc xe mà ngã mafia người Nga đang bắt giữ Nina. Anh không nhân nhượng bắn hạ tài xế khiến chiếc xe mất lái đâm vào bờ tường. Nhân cơ hội đó Nina ở trong xe cũng phản đòn và hạ được gã mafia người Nga bắt cóc mình. Michael thì đuổi theo chiếc xe của Mie và Won, nhưng khi chạy ra đến ngoài cửa anh đã bị cảnh sát chặn lại. Scott chạy ra sau cũng không thoát khỏi số phận. Họ nghi ngờ cả hai là những kẻ cướp ngân hàng. Đây là một nhiệm vụ tối mật nên họ không được công khai danh tính của mình. Vì vậy, trong quá trình chờ đợi xác nhận danh tính, cả hai đã nhanh chóng khóa tay các cảnh sát và cho họ được ngồi giao lưu với nhau một lúc. Mie và Won tưởng rằng chúng đã thoát được nên rất vui mừng vì đã có trong tay cuốn sổ chứa mật mã danh tính. Từ đây chúng sẽ có thể thực hiện được âm mưu của mình. Vì để mất dấu vết của bọn chúng nên mọi người đành phải tập hợp lại để bàn kế hoạch tiếp theo. Nhờ bắt sống tên mafia người Nga nên Nina đã moi được của hắn một số thông tin. Theo những gì gã này khai thì thứ mà chúng lấy được trong ngân hàng chính là một cuốn sổ ghi các mật mã. Để giải các mật mã đó cũng cần tìm vài người am hiểu và cần phải có thời gian mới có thể giải mã hết được. Sau khi lấy được các thông tin cần thiết, Nina đã áp giải hắn về nước để pháp luật trừng trị hắn. Còn các thành viên của Section 20 thì tiếp tục lần theo manh mối mà họ có được từ tên này để tìm ra chỗ mà chúng đang giải mã. Có được cuốn sổ chứa mật mã trong tay, Mie đã tự tin đến gặp kẻ chế tạo bom và đặt hàng chỗ hắn. Cái hắn cần làm đó là chế tạo cho bọn chúng một quả bom hạt nhân. Lõi của quả bom bọn chúng sẽ mang đến sau. Sắp đặt xong xuôi, Mie gọi điện cho một người là chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo bom hạt nhân. Đây là một trong những kẻ thuộc C-39 do Triều Tiên cài cắm vào. Bà ta ra lệnh cho người này đã đến lúc hành động. Bên này Scott và Michael đã tìm đến chỗ mà bọn chúng đang cho người giải mã. Nhờ một chút nhanh nhạy và mưu mẹo, họ đã tiêu diệt được bọn lính canh và tóm được kẻ giải mã. Khi cả hai định đưa tin này ra ngoài thì vấp phải sự ngăn cản của bọn này. Chúng kéo đến khá đông, Michael cầm chân chúng, còn Scott đưa tên này thoát ra theo đường cửa sổ. Khi đã an toàn thì theo những gì hắn nói, cuốn sổ đó chứa danh tính của vài người. Hiện giờ hắn đã giải mã được 1/3 trong số đó và nó đã được gửi đến cho bọn chúng. Số còn lại hắn vẫn đang tiếp tục giải mã. Với sự uy hiếp của hai người, tên này đã chuyển cho họ những phần mà hắn đã làm được. Đại tá Philip sẽ lần theo địa chỉ IP của cái tên đó để tìm ra xem người này là ai. Scott và Michael tiếp tục theo dõi và lấy nốt những phần còn lại. Tuy nhiên tên này cũng là một gã thủ đoạn. Hắn liên tục lấy kế hoãn binh bằng việc đòi đi vệ sinh. Đến khi vào được nhà vệ sinh thì hắn lại trốn thoát theo đường cửa số. Khi Scott và Michael phát hiện ra thì hắn đã được Won đón đi.
Hắn tưởng Won là kẻ tốt nên đã ngây thơ đưa cho Won những danh tính mà mình giải mã được, mà không biết rằng khi không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ bị thủ tiêu và ném ra đường như một con chó không hơn không kém. Scott và Michael cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, họ được Philip đón đi. Ông ấy nói rằng, từ các danh tính có được, ông ấy tìm ra một kẻ là gián điệp của Cục 39. Hắn được cài cắm vào cơ quan nghiên cứu nguyên tử quốc tế ở Viên. Nếu không lầm thì việc bọn chúng ăn trộm cuốn sổ là để lấy các danh tính trong đó. Sau đó thông qua những người này sai khiến họ, bởi vì tất cả những người thuộc Cục 39 đều có một mật mã riêng. Chỉ có ai giải được mật mã đó thì mới có thể ra lệnh cho họ được. Có khả năng cao bọn chúng đã thông qua người này để chế tạo bom hạt nhân. Còn kẻ thuộc Cục 39 đang làm gián điệp trong cơ quan nghiên cứu nguyên tử quốc tế là kẻ phụ trách lõi của quả bom. Hiện giờ bọn chúng đang có một chuyến xe hộ tống bất thường mang theo lõi của quả bom rời trung tâm nghiên cứu. Rất có thể chúng đang tiến hành đưa chiếc lõi này đi lắp ráp ở một nơi khác. Sau khi phân tích tình hình, đại tá đã ra lệnh cho Michael và Scott bám theo chiếc xe đó, còn ông ấy sẽ tìm đến nơi chế tạo vỏ quả bom. Họ cần phải ngăn chặn việc chúng lắp ráp quả bom. Nhận được lệnh, cả hai lập tức lên đường. Họ đuổi theo hành trình của chiếc xe, nhưng khi đến nơi thì vừa lúc bọn chúng đang định tẩu thoát cùng chiếc xe. Trước đó tên gián điệp đã giết chết người phụ trách cùng mình. Won cũng cho người của hắn phục kích bên đường, tiêu diệt những nhân viên bảo vệ đi cùng. Không những thế, hắn còn lấy con ngươi của anh ta để mở khóa thùng xe chứa nguyên liệu hạt nhân. Nhưng bọn chúng chưa kịp rời thì đã đối đầu với cặp đôi hoàn cảnh Michael và Scott. Sau một hồi đấu súng tóe lửa, cả hai đã nhanh chóng nhảy được lên chiếc xe chở nguyên liệu hạt nhân phấn khởi đó. Tất nhiên miếng ngon đến tận miệng mà bị cướp mất thì chúng nào để yên. Won cho người của mình đuổi theo cả hai, bằng mọi giá chúng phải có được lõi của quả bom hạt nhân kia. Scott phụ trách lái xe, Michael thì chui lên nóc của chiếc xe bắn trả. Mặc dù hai người đã cố gắng hết sức nhưng hỏa lực của chúng quá mạnh. Không lâu sau đó chiếc xe đã bị tông vào hàng chục chiếc thùng phi chở chất nổ bên đường, khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội và bị hư hỏng nặng. Chính vì vậy họ không thể di chuyển tiếp được, chỉ có thể cố thủ ở trong xe. Một lúc sau họ bị người của Won chặn đầu. Hắn dùng con ngươi lấy được trước đó làm chìa khóa, mở được thùng xe giải cứu tên gián điệp và lấy được lõi của quả bom hạt nhân. Sau khi có được thứ mình muốn, bọn chúng đã lên xe cao chạy xa bay. Bọn đàn em ở lại tiếp tục nã đạn vào chiếc xe nhằm khống chế không cho Michael và Scott thoát ra ngoài được. Đến khi chắc chắn rằng ông chủ đã an toàn, bọn chúng mới chịu rút lui. Lúc này cả hai nhanh chóng nhảy khỏi xe trước khi nó nổ tung thành một quả cầu lửa. Bên này đại tá Philip đã tìm ra được nơi chế tạo vỏ quả bom. Ông ấy nhìn thấy Mie và người của bà ta đang di chuyển một thứ gì đó lên xe tải rồi rời đi, nhưng Philip không vội vã đuổi theo. Ông ấy muốn nhân cơ hội này hỏi tội kẻ đã giết con trai mình năm xưa. Thế nhưng kẻ đánh bom lại chối bỏ hoàn toàn. Hắn nói rằng người mà hắn đánh bom không phải là con trai của đại tá, mà chính là ông ấy. Hắn tiết lộ rằng mình cũng chính là một thành viên của tình báo Anh. Việc hắn đánh bom là làm theo nhiệm vụ của cấp trên, họ muốn thủ tiêu Philip vì lúc đó ông ấy biết quá nhiều sự thật bê bối liên quan đến chính phủ. Hắn còn dùng luận điệu của mình để nói rằng so với hắn thì những người như đại tá cũng chỉ là những kẻ giết người. Cả hai chẳng khác nhau ở chỗ nào. Trước luận điệu đó hắn tưởng rằng sẽ thao túng tâm lý được của ông ấy, nhưng hắn không biết rằng với một người từng trải như đại tá thì ba cái trò điều khiển tâm lý này chẳng có tác dụng gì. Kẻ sát nhân vẫn chỉ là kẻ sát nhân, dù bọn chúng có khua môi múa mép như thế nào cũng không thể che đậy được bản chất xấu xa và độc ác của mình. Và để kết thúc mọi chuyện, đại tá đã không nhân nhượng mà cho hắn một viên bi sắt, và ngay chính giữa giao diện kết thúc cuộc đời kẻ lấy việc sát hại nhân loại làm niềm vui. Khi Scott và Michael đến nơi, mọi việc đã xong xuôi. Theo những gì ở hiện trường để lại, họ tìm ra có khả năng bọn chúng sẽ mang vỏ và lõi của quả bom lắp ráp lại với nhau và sau đó sẽ đưa nó đến Liên Hiệp Quốc. Đây chính là nơi chúng sẽ đánh bom đầu tiên. Đúng như những gì chúng dự đoán, sau khi có được quả bom, chúng tiến hành lắp ráp và đưa đến thành phố Geneva của Pháp. Philip lập tức điện báo cho cấp trên để xin hỗ trợ, nhưng họ lại không tin và muốn ông ấy hủy chiến dịch của mình và quay về. Và đó là lệnh không được phép làm trái. Đối mặt với điều này, Philip đã cố phản đối, nhưng thay vì đồng thuận thì đội của ông lại bị giải thể. Trước tình hình đó, Philip đã báo cho hai thành viên còn lại là Scott và Michael biết, để họ tự có quyết định của mình. Cả ba có thể tự hào vì những gì họ đã làm và cống hiến cho đất nước và nền hòa bình thế giới. Họ hoàn toàn có thể rời bỏ nhiệm vụ để trở về cuộc sống đời thường. Thế nhưng lương tâm của một người quân nhân không cho phép họ làm như vậy. Cả ba đã quyết định chống lại lệnh của cấp trên và tiếp tục theo đuổi bọn chúng đến tận cùng. Lần theo hành trình của chúng, Scott và Michael đã đến được tòa nhà quốc hội, nơi đang diễn ra cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao của châu Âu nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc họp đang diễn ra, Michael và Scott đã xâm nhập vào tòa nhà. Họ lấy trộm chiếc thẻ của nhân viên tòa nhà quốc hội để tiến sâu vào trong. Nhưng do lần trước trong vụ cướp ngân hàng cả hai đã bị ghi lại nhận dạng, cho nên vừa vào được chưa bao lâu thì phòng điều hành đã nhận dạng được họ. Điều quan trọng là tên tổ trưởng của phòng điều hành lại chính là người của bọn chúng. Hắn đã lập tức phát báo động cho người của mình, tóm sống hai anh chàng và đưa vào phòng tạm giữ, mặc cho cả hai ra sức giải thích rằng họ là người của tình báo Anh đến đây.
để bắt giữ một người phụ nữ muốn đánh bom hạt nhân, mà không biết rằng bọn chúng là người của bà ta, cho nên những lời nói của họ chỉ là vô nghĩa. Lúc này cuộc họp ở phòng chính đang diễn ra thì bất ngờ Mie và Won đã xuất hiện. Bọn chúng đưa thêm người của mình vào khống chế toàn bộ quan chức trong phòng họp chính. Những nhân viên tòa nhà quốc hội lúc này bỗng trở thành tay sai của bọn chúng. Dưới sự khống chế của chúng, không ai dám nhúc nhích ho he một tiếng nào. Bên ngoài phòng họp, tay sai của chúng cũng đã bắt đầu lộng hành chúng giết chóc tùm lum. Bất kỳ ai có ý định phản kháng đều bị chúng xử tử ngay tại chỗ. Philip ở ngoài đã nắm được tình hình, quân đội Pháp cũng được huy động đến tòa nhà quốc hội để xử lý vụ việc. Philip đã báo cáo tình hình cho họ, kể cả việc người đàn bà kia mang theo một quả bom hạt nhân, nhưng họ lại không tin những gì ông ấy nói. Lúc này bọn chúng đã cho người khoa tất cả cánh cửa bên trong của tòa nhà. Đó đều là những cửa chống bom, cho nên rất khó để tiếp cận vào bên trong. Nhất là khi con tin trong đó rất đông họ, cho nên không ai dám manh động. Michael và Scott cũng đã tranh thủ lúc hỗn loạn tự giải cứu cho mình. Họ nấp sau cánh cửa chờ cho kẻ địch xuất hiện, thì hạ gục bọn chúng và đoạt lấy vũ khí. Cả hai tìm đường đến phòng họp, nhưng sự xuất hiện của họ đã lọt vào camera an ninh, mà kẻ đứng đầu phòng điều hành đã nắm được toàn bộ hoạt động của họ. Để ngăn cản việc sẽ bị phá hoại, hắn đã dẫn dụ họ vào một hành lang. Trên đường đi, cả hai còn cứu được một cô gái nhờ cô ta mà đã tìm được một vài lối ra, nhưng vẫn bị bọn chúng đưa vào một cái bẫy và mắc kẹt ở đó. Khi quân đưa người của hắn đến thì may mắn họ đã tìm được một cửa thông gió và chui vào đó thoát thân trước khi bị chúng bắt. Lần này họ đã phát hiện ra hành tung của mình bị chống nắm thóp hết là nhờ những camera an ninh ở ngoài hành lang. Vì vậy đi đến đâu cả hai lập tức phá hỏng các camera ở đó. Sau đó Scott tìm ra một cách di chuyển mà chúng không biết được, đó là chui vào trong khung của thang máy. Đó là một nơi nguy hiểm nhưng lại an toàn nhất. Họ cần phải di chuyển đến tầng 4, bởi vì đó chính là nơi diễn ra cuộc họp. Nếu không ngăn cản sớm thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Nhờ sự cẩn trọng của mình cho nên họ đã thành công đến được nơi cần đến. Thế nhưng tưởng rằng mọi chuyện đã sắp đến đích thì cả hai bất ngờ bị người phụ nữ mà họ đã cứu giúp từ nãy đến giờ chĩa súng vào người. Hóa ra cô ta chính là một tình báo ngầm của chúng đã được cài cắm trong tòa nhà quốc hội nhiều năm. Cô ta cố tình giả làm nạn nhân để nắm được hành tung của họ. Đến lúc này mới chính thức tháo vỏ bọc của mình. Scott biết cô ta có gia đình và con nhỏ ở đất nước này. Anh đã không ngại ngần vạch trần bộ mặt xấu xa của Mie và Won và nói rằng những việc bọn chúng đang làm không phải là ra lệnh của cấp trên. Tất cả những điều này đều là do chúng tự gây ra. Nếu cô ta mù quáng tin theo những gì chúng nói thì có thể sẽ mất tất cả, kể cả gia đình và con cái. Người phụ nữ khi nghĩ đến những đứa con của mình có thể gặp nguy hiểm, cô ta đã bị lung lay tinh thần. Lúc này Mie đã xuất hiện ở phòng họp. Cô ta chiếm lấy vị trí trung tâm và bắn chết người đứng đầu ở đó. Sau tất cả, bà ta đứng lên bục diễn thuyết và tố cáo tội ác của phương Tây nên đất nước mình. Bà ta tuyên bố rằng ngày hôm nay sẽ lấy lại danh dự của đất nước mình và trả lại những gì mà phương Tây đã gây ra cho Triều Tiên. Khi bà ta vừa dứt lời, cũng là lúc người phụ nữ kia áp giải Michael và nộp mạng cho chúng. Cô ta nói rằng Scott đã chết, chỉ còn lại một mình Michael. Bọn này không mảy may nghi ngờ. Khi Mie đang định hành quyết anh ấy thì bất ngờ vài tiếng súng vang lên. Won đã bị trúng đạn và người bắn không phải là anh khác mà chính là Scott. Lúc này chúng mới biết đã bị người của mình đâm sau lưng. Michael thấy vậy cũng hạ được vài tên ngay lúc đó và cướp lấy vũ khí và chiếm lại thế chủ động. Bằng khả năng thiện xạ hơn người chẳng mấy chốc mà cả hai đã luộc hết bọn đàn em của Mie, tóm được hai kẻ chủ mưu. Michael không chần chừ bắt chết Won trước mặt người tình của mình. Anh muốn cho chúng nếm mùi của chia ly và đau khổ khi người thân yêu chết trước mặt mà không làm được gì. Sau khi giải tán tất cả mọi người và khống chế được Mie, việc của họ cần làm là vô hiệu hóa quả bom. Họ chỉ có 6 phút làm điều này. Trong lúc nguy cấp không biết phải vô hiệu hóa nó bằng cách nào, Scott buộc phải gọi cho người bạn cũ của mình, nhưng người này cũng không giúp được gì cho họ. Cuối cùng, theo lời tổ tiên mách bảo, Scott đã chơi một cú liều một ăn cả ngã về không. Có lẽ để đền đáp lại lòng dũng cảm của họ thì quả bom đã được vô hiệu hóa một cách thần kỳ. Khi cả hai định áp giải cô ta về nước thì đã gặp phải sự ngăn cản của cảnh sát Pháp. Họ muốn có được cô ta trong tay Philip và hai anh chàng của mình. Tất nhiên không chấp nhận điều đó. Nhưng khi Scott và Michael còn chưa biết làm thế nào thì sếp của họ đã lao một con xe đến tung vỡ của kính đón cả ba người rời đi trong làn mưa đạn xối xả. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi đến khi Philip giao Mie cho cấp trên, đồng thời chứng minh được những gì mình cảnh báo trước đó là đúng và tuyên bố nghỉ việc, thì bất ngờ Mie đã bị cấp trên bắn chết ngay tại chỗ. Khi Scott và Michael còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Philip cũng bị ông ta bắn hạ bằng hai viên đạn vào ngực. Lúc này họ mới biết những hy sinh của mình và đồng đội sau nhiều chiến công là vô nghĩa. Nhưng hiện giờ điều quan trọng là họ cần đưa Philip ra khỏi nơi này. Quân địch có ở khắp nơi. Cả hai đã cố gắng bắn hạ chúng và đưa Philip đến nơi an toàn. Scott đã cho nổ một chiếc xe để cản đường tiến tới của bọn này. Anh và Michael nhanh chóng đưa Philip lên được máy bay rời đi. Nhưng vì vết thương quá nặng, ông ấy đã không qua khỏi. Có lẽ giờ đây những gì đọng lại trong lòng cả hai lúc này chỉ là cảm giác chua chát và thù hận. Họ và những đồng đội của mình đã không tiếc thân mình, thậm chí vì công việc này mà người thân của họ cũng bị liên lụy. Hai từ mất mát không thể nào đủ để diễn tả tất cả những gì họ đã phải trải qua. Ấy thế nhưng cái mà họ nhận được là gì ngoài sự quay lưng của những kẻ ăn trắng mặc trơn ngồi?
sau bàn giấy chỉ biết ra lệnh. Sau đó không lâu chiếc máy bay đã rơi ở giữa rừng nhưng họ cũng không thể nán lại quá lâu bởi họ biết chắc mình đang bị truy sát. Đúng như những gì họ dự đoán, bọn sát thủ săn phần thưởng đã đang trên đường đi săn hai người, và kẻ đó không ai khác chính là mây sừng tay sai của kia. Bọn này chuyên thay mặt đám kia thanh toán và thủ tiêu người để kiếm tiền. Cả hai tạm biệt Philip và tiếp tục lên đường khi đã thấy an toàn. Scott nghĩ đến một người có thể giúp họ trong tình huống này, đó chính là cô nàng kia Christy. Tuy nhiên để liên lạc được với cô ta họ cần phải có điện thoại, vậy là cả hai tìm đường đến ngôi làng gần nhất xin dùng nhờ điện thoại. Người mà họ gặp đầu tiên đó là Oscar, một người đàn ông trước đây cũng từng là lính. Bằng sự từng trải của mình, ông ấy biết họ là người tốt nên đã cho Scott gọi nhờ điện thoại. Christy đã đồng ý giúp họ, cô ta gửi cho Scott địa chỉ một nhà an toàn và hứa sẽ cho họ hộ chiếu cũng như tiền để trở về nước. Đêm đó, hai người đã ở lại nhà ông lão và uống rượu tưởng nhớ về Philip. Sáng ngày hôm sau trước khi cả hai lên đường, họ đã được ông cụ tặng cho một khẩu súng và một quả lựu đạn chày. Tuy có cũ kỹ nhưng là thứ hữu dụng với họ trong lúc này. Ông ấy còn cho họ mượn một chiếc xe để rời đi. Khi hai người đi chưa lâu, thì bọn sát thủ săn tiền thưởng đã tìm đến nhà ông lão và tra hỏi ông ấy. Ông cụ nói rằng ông ấy không hề gặp ai ở đây, nhưng ba ly rượu trên bàn đã tố cáo ông ấy. Tra hỏi không được, chúng đã giết luôn ông cụ để trừng phạt. Michael và Scott khi đến được địa điểm mà Christy chỉ dẫn họ vào bên trong kho để lấy vũ khí, nhưng tất cả đều trống trơn không có gì. Lúc này bên ngoài bọn săn phần thưởng đã xuất hiện dày đặc. Trong tình huống trên tay mỗi người chỉ còn vài viên đạn và một quả lựu đạn của ông cụ cho thì họ chẳng có gì. Michael nghĩ ra một cách, họ cố thủ ở trong tầng hầm chờ bọn chúng tập trung đến đông đủ, lúc này mới ném ra quả lựu đạn chày. Tuy nó cũ kỹ nhưng sức công phá thì vô cùng mạnh mẽ, đã tiêu diệt được 1/3 kẻ địch. Trong lúc khỏi lửa đó, cả hai xông ra cướp lấy sổ vũ khí của những kẻ đã bị thiệt mạng làm phương tiện phòng thân. Sau đó họ vừa bắn vừa lao mình xuống thác nước. Khi trèo được lên bờ thì Scott mới phát hiện mình đã bị trúng đạn. Michael nhanh chóng tháo một viên đạn lấy thuốc súng cầm máu cho Scott. Tuy có đau đớn nhưng nhờ nó anh cũng đã cầm được máu. Thế nhưng cả hai chưa kịp rời đi thì bọn chúng đã tìm đến. Họ buộc phải đấu lại bọn này. Mặc dù đã giết được địch nhưng vì vết thương quá nặng, Scott đã lịm đi hẳn. Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình được nằm trên chăn ấm đệm êm và viên đạn cũng đã bị lấy ra khỏi người. Và người cứu họ không ai khác chính là Christy. Đến khi vết thương tạm ổn thì họ mới phát hiện ra mình đã bị cô ta bán cho bọn săn tiền thưởng với một giá rất hời. Nhưng cô ta chưa kịp tiêu tiền thì đã bị chúng bắn chết tại chỗ. Scott và Michael cũng bị dồn đến đường cùng, nhưng nhờ có chút vũ khí mà Christy để lại, cả hai đã cầm cự được một lúc. Sau đó họ chạy được vào trong nhà kho định lấy xe để chuồn đi, nhưng không ngờ chiếc xe lại chỉ là một cái vỏ không thể nào chạy được. Đạn thì gần cạn, cả hai cũng đều bị trúng đạn trên người, bị dồn vào nhà kho tồi tàn, coi như tính mạng 9 phần chết 1 phần sống. Ấy thế nhưng trong lúc tưởng chừng là đường cùng thì Mason lại đến và đưa ra một thỏa thuận. Hắn nói rằng nếu hai người đưa cho hắn mỗi người 2 triệu đô hắn sẽ tha chết cho họ. Michael và Scott nhìn hắn cười không ngậm được mồm. Hắn tưởng rằng họ đi cướp chứ đâu phải đi cứu người. Tất nhiên với số tiền khổng lồ đó thì họ đào đâu ra mà đưa cho hắn. Thôi thì không có tiền thì tặng hắn vài viên kẹo đồng làm thử nghiệm vậy. Bọn đàn em lúc này như rắn mất đầu xông vào bắn xối xả. Hai nam chính của chúng ta cũng dồn hết những gì mình còn lại quyết một phen sống mái. Nếu trước đây họ chiến đấu vì người khác, thì trận chiến cuối cùng này cả hai đã chiến đấu vì tự do của chính mình. Một cuộc chiến cay đắng đau xót và nó không đang xảy ra. Nhưng đó là cuộc chiến cần thiết để có một cuộc đời mới. Sau tất cả họ đã chiến thắng và trở về. Michael đã tìm đến văn phòng của kẻ được gọi là cấp trên và tố cáo hắn. Anh tuyên bố rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại và lấy mạng ông ta để trả thù cho đồng đội của mình. Cuối phim cả hai đã cùng với con trai của Scott là Finn thực hiện tiếp chuyến đi phượt mà trước đây họ đang còn dang dở. Kể từ đây họ chấm dứt hoàn toàn nghiệp nhà binh. Có lẽ hy sinh như vậy là quá đủ. Giờ là lúc họ được sống cho riêng mình và gia đình, cho những dự định chưa thực hiện được. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.